Đời dài đâu bao nhiêu, hãy yêu như khi ta mới yêu, dẫu có biết bao điều khiến lòng xót xa nhiều, ngày lại trôi hư hao. Mong em hiền như năm nào, nói lời yêu thương ngọt ngào. Giữ yên đôi lúc sâu trong, em đợi vui anh trong gáy ngọt yêu thương. Thấu hiểu nhìn nhường biết lúc phải tan thương xây thiên đều biết. Đôi khi bận bề em vẫy nặng nề lối về cách xa. Ta yêu nhau mà nên biết lúc phải làm hoa cho yêu thương thăng hoa. Ha ha ha. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Bạn Đời Ăn Ý. Quý vị, chương trình Bạn Đời Ăn Ý cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Hải Nam Media thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 21:30 thứ sáu trên kênh HTV7. Xin cảm ơn nhãn hàng Robby của BBK đã đồng hành cùng với chúng tôi, cũng như là cảm ơn nhãn hàng gia dụng Goldson cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Và xin được giới thiệu ba vị trong ban bình luận. Đầu tiên, tiến sĩ tâm lý Linh Trang. Diễn viên Hứa Minh Đạt. Và cuối cùng, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường. Bữa nay là 6 tháng 3 rồi, còn 2 ngày nữa thôi là tới ngày của phụ nữ, những người phụ nữ xung quanh ta. Bây giờ anh nhờ Đạt đi. Dạ. Đạt, em đại diện cho cánh mày râu, em gửi lời chúc đến tất cả các chị phụ nữ trong ngày 8 tháng 3 sắp tới được không? Vui phải dạ cái trước. Dạ. Dạ là vợ em. Dạ, dạ, là vợ em. Nhưng mà anh em chúng nhân dịp sắp tới 8 tháng 3, Hứa Minh Đạt cũng như anh Đại Nghĩa đại diện cho những cánh đàn ông, chúc cho tất cả những người phụ nữ ở ở đâu? Ở đây trước đi cái đã. Ở đây. Ở đây. Ở đây là chị Trang, chị Cát Tường, lúc nào cũng xinh đẹp, khỏe khoắn, đầu óc lúc nào cũng minh mẫn. Cũng như là lúc nào cũng vui vẻ và hồn nhiên tràn đầy năng lượng. Rồi còn những người phụ nữ ở ngoài kia nữa, ở đây rồi còn ngoài kia nữa. Em chúc tất cả những người phụ nữ trên khắp thế gian này, trong trái đất này, tất cả mọi người đều luôn luôn môi lúc nào cũng mỉm môi cười, lúc nào cũng hạnh phúc, và gia đình lúc nào cũng yên ấm và hòa thuận, lúc nào cũng vui vẻ. Cảm ơn Hứa Minh Đạt. Trời ơi, tự nhiên nói cái gì đó môi, môi cái hết hồn, tưởng kêu môi móc hay gì đó. Môi cười em à, môi cười. Đó là lời chúc mà Hứa Minh Đạt dành tặng cho tất cả những người phụ nữ trên thế gian này. Xin cảm ơn Hứa Minh Đạt. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với một gia đình cũng là những nghệ sĩ trẻ, họ cũng rất là đáng yêu dễ thương, đến đây và chia sẻ với chúng ta câu chuyện của gia đình họ, cũng như là mình sẽ tìm hiểu xem họ ăn ý như thế nào. Hãy cùng chờ đón diễn viên Phúc Yellow và Nhi Lena. Đi nhanh lên, nhanh lên. Đi nhanh lên bà ơi, nhanh lên. Ông dắt tôi đi đâu vậy? Đi chơi Bạn Đời Ăn Ý. Thôi, không ăn mì ý đâu. Không phải mì ý, mà là Bạn Đời Ăn Ý. Trời ơi, khỏe ghê vậy, dắt đi bác sĩ, trời ơi. Không phải bác sĩ. Nè, nhìn nè, nhìn nè. Không có đi, không có đi. Không đi. Bác sĩ khám bệnh. À, không đi bác sĩ. Ừ. Vậy đi đâu? Mình đi, nhìn nhìn nhìn. Ừ. Thấy không? Bạn đời ăn ý. Ừ. Chơi. Đi chơi Bạn Đời Ăn Ý. Ủa, vậy là dắt tôi đi chơi Bạn Đời Ăn Ý anh? Đúng rồi, tới đó có nhiều nghệ sĩ dễ thương lắm. Vậy thì mình đi đây. Đi thôi. Trời ơi. Hai ông bà già. Rồi, hai ông bà già vô đây. Hai ông bà già vô đây. Ủa, sao nó ngắn quá vậy? Thì người ta chào sân vậy thôi chứ đúng không? Chị. Ủa, nó nghe nè, tại sao hình tượng mình không làm cho nó trẻ trung xinh xắn như mọi khi, mà tuy nhiên giờ bữa nay quá trang thành hai ông bà già vậy? Dạ, thật ra lại muốn nói đến với vị khán giả cũng như là các anh chị ở đây là dù cho sau này tụi em có già đi nữa thì tụi em vẫn là cặp
cặp đôi ăn ý. À, vẫn là bạn đời ăn ý với nhau. Giống như là mình nhìn thấu tương lai luôn đó đúng không? Yeah. Này là cũng phải cỡ 3-40 năm, 50 năm nữa mới có cái bên ngoài nó già vậy nè. Đi mà khòm lưng rồi lãng tai của đó phải không Nhi? Dạ. Yeah. À, cái này là kịch bản của ai vậy? Hai đứa cùng viết luôn đó hả? Tại vì bạn Nhi vợ em không có biết diễn cho nên là em chỉ có thể nghĩ cái gì đó ngắn gọn nhất và dễ nhất cho bạn. À, Nhi là thường là hay viết kịch bản phụ với em đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. À, còn Phúc thì là diễn viên. Bữa nay hai người ra diễn một cái kịch bản thiệt là sâu sắc vậy đó. Một cái kịch bản mà coi là đi trước thời gian luôn. Mấy chục năm sau là gia đình mình cũng y chang vậy phải không em? Dạ. Nhà mình có bé nào chưa? Dạ chưa. Chưa phải không? Mình kết hôn được mấy năm rồi? Dạ gần 2 năm rồi anh. Gần 2 năm rồi mà bây giờ mình trải ra cái tương lai nó dài mấy chục năm trước mắt. Hy vọng rằng mấy chục năm sau nếu chương trình Bạn Đời Ăn Ý vẫn còn thì hai đem quay lại cũng y chang cái hình ảnh này cho anh nghe. Dạ. Rồi một tràng pháo tay dành cho Milena và Phúc Yellow. Cặp đôi sẽ trải qua 3 thử thách, lần lượt có tên gọi, thấu hiểu, đào độ sẽ chia, cùng lên tiếng. Sau 3 vòng, nếu điểm của người chơi trùng với điểm của ban bình luận, thì cặp đôi sẽ nhận được giải thưởng gồm 10 triệu hiện kim và voucher làm đẹp trị giá 50 triệu đồng. Nếu điểm của người chơi thấp hơn điểm của ban bình luận, cặp đôi sẽ nhận được giải thưởng gồm 5 triệu hiện kim và một cặp điện thoại trị giá 15 triệu đồng. Nếu điểm của người chơi cao hơn điểm của ban bình luận, cặp đôi sẽ nhận được giải thưởng gồm 5 triệu hiện kim và một bộ sản phẩm gia dụng của Goldson. Bên cạnh đó, cặp đôi còn nhận được một phần quà từ nhãn hàng Ruby của BBK. 1, 2, 3, quay trở lại đẹp đẽ tươi sáng rồi ha. Mới kết hôn có 2 năm mấy thôi. Còn cái câu chuyện này là mình ước mơ là mấy chục năm sau mình vẫn còn song hành cùng nhau như vậy. Vậy thì trong 2 năm mấy vừa qua, các em cảm nhận rằng là gia đình mình á, hiểu nhau khoảng được bao nhiêu điểm, ăn ý nhiêu điểm. Giờ hai chồng tự thống nhất rồi cho số điểm đi. Nếu mà tính tới già là giờ là phải chấm 10 điểm liền. Đó là chuyện tương lai, còn chuyện giờ nè đó. Dạ, số điểm tương đồng là... Trời ơi, 6 điểm. Ủa em ơi, em có để ngược không? Sao mà em có để ngược bị không? Ngược không dạ? Sao chấm điểm ít ỏi vậy Nhi? Sao hai em nghĩ rằng tụi em có 6 điểm thôi vậy? Dạ tại còn mới mẻ, nhiều cái nhiều khi có thể là sẽ không tương đồng, mình chấm cao quá nhiều khi mình hụt hẫng. À. Dạ đúng rồi, cái biết đâu mình càng về già thì điểm sẽ càng tăng lên cao. Thôi thì giờ mình cứ chấm điểm nhẹ nhẹ, khiêm tốn một chút đi ha. Dạ. Rồi những cái vòng sau, thử thách sau á, nếu mình thấy hai vợ chồng mình có bộ ăn ý nhau quá, hợp rơi nhau quá, mình cứ tăng điểm dần dần lên cũng không muộn phải không? Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào thử thách đầu tiên mang tên là thấu hiểu. Thưa quý vị, ở thử thách này chúng ta có tất cả là 10 câu hỏi trắc nghiệm thôi dành cho hai em. Nhi thì viết cái đáp án của em vào trên cái bảng đó, còn Phúc thì hãy nói ra cho anh nghe coi đáp án của em là gì, có hai bên có trùng khớp với nhau hay không nha. Câu số 1, món quà đầu tiên mà Phúc tặng cho Nhi khi hai người quen nhau là gì? Khoan đừng nói, để vợ em viết xong cái đã. Sao, nói anh nghe coi. Dạ đó là con chó con, bé Cún. Tặng nguyên một con chó vậy nè. Dạ. Tại sao tặng con chó? Dạ tại vì em thường xuyên hay đi làm á, thì không ở nhà chơi với lại bạn gái, cho nên là nghĩ là có tặng một cái vật gì đó mà nó có thể động đậy nhúc nhích được tới chơi luôn để đỡ buồn khi mà em không có nhà. À, thay vì chơi với em thì Nhi chơi với chó đúng không? Đúng không? Không có em bên cạnh thì chơi với chó cho đỡ buồn. Dạ bạn với bạn khác. Rồi khi em về là coi như là em có giá hơn con chó. Nhi thích chơi với em hơn chơi với chó. Dạ đúng rồi. Phải không em? Nhi, câu trả lời của em là gì? Bẻ chó. Hay quá. Yeah. Mà cho anh hỏi anh cái, con chó đó của em á, em có nhuộm lông nó màu vàng luôn không? Dạ không. Tại vì anh thấy em là hay sử dụng những cái món đồ vật liên quan tới em màu vàng lắm. Dạ, tại vì thật ra thì cái gì mà đối với em thích á, thì em luôn chọn tới màu vàng. Nhưng mà cái nào mà của vợ em thích á, thì em ưu tiên cho vợ em hơn. Ủa bữa nay sao không thấy màu vàng ta? Tại vì bữa nay cái tông của vợ em là màu trắng cho nên quyết định chọn thêm màu trắng. Bình thường là bạn nào xuất hiện đâu là trên người ít nhất phải có một món gì đó màu vàng, hoặc là cái đôi giày, hoặc là cái quần, cái áo, cái nón. Có khi dòm ủa sao không thấy cái gì vàng hết trơn ta, kéo cống quần lên đôi vớ màu vàng có luôn kìa. Nghĩa có luôn đó, phải có điểm nhấn nhá. Trời ơi, vừa mới nói xong cái có liền lập tức vậy đó, đôi vớ màu vàng. Vậy mới có tên là Phúc Yellow đó. Câu số 2, ai là người nói nhiều hay càm ràm nhất nhà? Suy nghĩ.
vợ hay chồng, Phúc hay Nhi đây? Mời em. Dạ, là em. Em hả? Em nói nhiều em càm ràm nhất nhà hả? Dạ đúng rồi. Làm nói cái gì em càm ràm ai? Vụ gì? Chắc là em càm ràm vợ em nhiều hơn. Sao vậy? Tại vì em là người sống kỹ tính và sạch sẽ, cho nên là khi mà đụng vào những cái việc gì mà không sạch sẽ là em hay nói nhiều lắm. Ủa vậy là Nhi không sạch sẽ hả? Dạ thật ra cũng có sạch sẽ, nhưng mà tại vì có nhiều lúc không sạch bằng em. Dạ đúng rồi, em kỹ hơn. Dạ đúng rồi luôn. Câu trả lời của Nhi là Phúc. Trời ơi. Ủa em thường có thấy mấy cái vụ mà càm ràm cử nhử trong nhà là phụ nữ, mà nhà em thì ngược lại, Phúc nó nói nhiều lắm em. Nói nhiều lắm anh, đi làm về mệt nói nhiều lắm, bởi nhiều lúc gây lộn cũng tại nó nhiều. Em một mình không khó chịu không? Đi làm về mệt thì khó chịu, còn mà khi mà mệt quá là thôi không nói nữa. Ok, muốn nói gì nói hả? Muốn nói gì nói. Nó từ nào mệt tự động tắt đài. Dạ. Ngộ ha. Nhà này hơi ngược xíu. Câu số 3. Chương trình nào giúp cho khán giả biết nhiều đến cái tên Phúc Yellow? Mời em. Dạ em nghĩ đó là chương trình Làng Hài Mở Hội. Làng Hài Mở Hội. Le lưỡi rồi. Đáp án của Nhi là gì? Tiểu Lâm Tứ Trụ. Tiếp nha. Câu số 4. Địa điểm du lịch yêu thích nhất của Nhi Lena là ở đâu? Sao em biết không em? Dạ biết. Là ở đâu? Giờ em rất thích nơi nào mà nó lạnh lạnh. Dạ. Tủ lạnh hả? Dạ. Dạ. Địa điểm mà giờ em thích đi du lịch nhất là Đà Lạt. Đà Lạt. Phải không Nhi? Chính xác. Yeah. Đà Lạt. Vậy hai chồng có đi Đà Lạt chơi nhiều không? Dạ có mình em đi à. Sao đi vậy? Yellow ít lắm. Tại vì Yellow nhiều khi bận á, bận diễn á, cái em nóng á, em ở nhà mình buồn quá, cái em lên chảnh ngày hai ngày em ngủ chảnh em về. Trời đất ơi, ủa nhà không có máy lạnh hả em? Máy lạnh nó khác, còn cái khí hậu dạ, trời rồi. Nó lạnh nó khác. Mà nghĩ đi dòm cái tướng một phút vậy, nó đâu thích đi Đà Lạt đâu, nó lạnh lắm, chị lạnh đâu có nổi. Không? Lạnh thấu xương. Ủa nhưng mà em có thể để cho vợ đi Đà Lạt một mình em thấy bình thường hả? Dạ thì thật ra thì mấy lần vợ em có đi công tác trên đó thì cũng có bạn ở trên đó, khi lên đó thì cũng có đi chơi chung với bạn chứ không phải là đi một mình. Rồi có mang con chó theo không em? Vậy là đi mình chơi vậy đó ha. Câu số 5. Món ăn yêu thích nhất của Nhi là gì? Đó chính là Phúc Yellow. Đó chính là Phúc Yellow. Kia lắm. Đảm hay xì bụng ta ra bụng người lắm đó em. Sao em? Thích nhất món gì? Dạ thích nhất là món em nấu, và món đó là món thịt kho. Phải vậy không? Thịt rau. Nông giống, thịt kho khác, thịt ram khác chứ. Dạ thì có khi em nấu nó gần giống nhau xem nữa thôi. Thịt ram giống như là mình thịt chiên nữa mà đúng không? Dạ không, nó có nơi thì người ta gọi là thịt kho, có nơi thì mình làm cho sắc cái nước lại thì người ta gọi là thịt ram. Khô hơn á, dạ. Là thịt ram. Là cái món em hay nấu cho Nhi ăn á hả? Dạ đúng rồi. Dạ, hồi đó em tỏ tình bằng món đó đó. Sao vậy? Tỏ tình sao, kể nghe coi. Tức nghĩa là người ta nói là muốn chiếm được trái tim của người phụ nữ là phải chiếm được cái bao tử. Ủa câu đó là dành cho con người. Bao tử qua mới tới trái tim. À vậy hả? Em thì em thấy hình như ngược lại, chứ lúc đó là tự nhiên hai đứa đâu về đó bụng quá và cứ không biết kia ra đường ăn gì hết. Em nói thôi để anh nấu một món cho em ăn. Thì khi em nấu cái món đó xong, là ăn xong rồi thích. Mà có tỏ tình ngay đó luôn không? Dạ chưa, cứ lấy cảm tình từ ban đầu. À sau đó mới tỏ tình sao đúng sau không? Sau đó mới tặng con chó. À tặng chó là vẫn chưa tỏ tình luôn. Chưa luôn. Dạ bắt đầu tại sau khi tặng con chó xong mới bắt đầu. Anh có cảm giác cái con chó này đóng vai trò quan trọng lắm trong cuộc sống của em đúng không? Phúc nó rất thực tế, nó không có bông hoa, nó dạ đúng rồi, tại vì em nghĩ là ăn rồi tặng, chơi rồi tặng hoa thì nó sẽ héo uổng lắm. Giờ em không thích tặng hoa. Nó tính chiến lược đường dài không? Tặng cái gì mà nó giữ làm kỷ niệm được lâu dài. À tặng con chó. Bây giờ thì mời em nhìn lên màn hình nha. Hình ảnh này là vai diễn trong chương trình nào của Phúc Yellow? Chắc hơn cái nãy phô. Dạ. Để nhìn hình là biết liền. Đáp án của em là gì? Dạ Cười Xuyên Việt. Cười Xuyên Việt. Cười Xuyên Việt. Đúng. Mà lúc này em trợ diễn cho anh ta hay là sao? Dạ cái này là em trợ diễn cho người ta. À em trợ diễn mà làm lố vậy đó hả? Dạ, tại vì cái này là cái tập mà bắt đầu khán giả biết em á, mới biết thôi chứ lúc đó cũng chưa biết Phúc Yellow lại hết. Thì em vô tình có phụ cho một cái anh ca sĩ là anh Don Nguyễn đã phụ diễn cái bài này, mà lúc đó là tập trong một cái đêm xong rồi sáng lại là diễn, mà thời gian rất là gấp rút mà bị thiếu diễn viên nữa, cho nên một lúc em phải đóng hai vai. Em vừa đóng vai bà mẹ của nhân vật này, rồi sau đó em vô em cởi bộ đồ ra, mặc bộ đồ thanh niên và gắn cái râu vô chút. Dạ vẽ cái râu vô rồi ra diễn vai đứa con. À diễn cả mẹ lẫn con luôn. Dạ đúng hả? Rồi hay quá. Câu tiếp theo cũng là một câu hỏi về hình ảnh, mời em xem. Trời ơi em luôn hả Phúc? Trời ơi xem đa dạng Phúc, em làm trai được gái được luôn hả? Dạ. Hình ảnh này được Phúc Yellow chụp ở đâu? Thật ra em không nhớ chỗ này luôn. Vậy hả? Nhiều khi vợ em nhớ đó, để coi. Bắt buộc là địa điểm anh.
Hả? Chụp ở đâu hay là chụp trong MV nào đó, chụp trong cái gì đó, trong cái gì cũng đó. Được. Vậy để cho dễ. Nhưng mà chị nghĩ với cái tạo hình này nó phải ấn tượng lắm luôn đúng không? Em phải nhớ. Tại Phúc nhiều cái đóng vai giả gái cũng nhiều đó chị. À, cho nên không có nhớ hết các vai đó của mình đâu. Rồi chứ Nhi. Cái gì dài dữ vậy trời? Dạ. Cái tên của cái này dài, hơi dài xíu. Rồi em nói anh nghe coi. Dạ cái này là trong cái MV của Loto Cô Ú á. Loto Cô Ú. Dạ. Đáp án là chụp trong MV Loto Cô Ú Bình Dương, chính xác. Rồi Bình Dương luôn. Ghi rõ luôn Bình Dương. Chi tiết hơn luôn. Còn cái địa điểm thì nó nằm ở đâu thì em không có nhớ chính xác, thì em người ta chỉ đưa người ta đưa em tới chỗ quay cho nên em không nhớ chính xác cái địa điểm. Rồi, tiếp theo cũng là một câu hỏi về hình ảnh. Đây là hai cái kẹp tóc nha. Đây, hai cái kẹp tóc này Nhi được Phúc tặng trong dịp nào? Hả? Em tặng người ta đó mà làm gì mặt hoang mang dữ vậy? Bộ thói quen là cứ tặng kẹp tóc ha. Tặng đồ xài được không mà? Không phải đâu, tại vì mấy cái này là cái món đồ Phúc nó diễn rồi. À, không có gì xài gái đó. Tận dụng luôn. Xài thôi. Xong lấy mang đi tặng vợ. Rồi em nói đi. Dạ, thật ra cái này thì em không nhớ. Em không nhớ là tặng trong dịp nào. Nhưng mà em chỉ nhớ có một lần là em đem từ trên sân khấu về. Thế đồ diễn đúng của em đúng không? Dạ không phải đồ diễn thấy không? Rõ ràng mang về tặng nha. Cái này là em được em được một người tặng, một người chị ở sân khấu tặng cho em. Nhưng mà em thấy nó dễ thương quá. Ủa mà sao kỳ vậy, bà chị nào cũng ác vậy? Bà chị đi tặng cho đứa em trai tặng hai kẹp. Dạ tại vì cái chị là cũng là diễn viên ở sân khấu và chị thấy em hay giả gái cho nên chị kia tặng cho em để em để dành để diễn. À. Nhưng mà em không có sử dụng cho nên em thấy dễ thương quá nên em về em tặng lại cho vợ em. À, đỡ tốn tiền mua quà nữa đúng không? Dạ. Ừ. Sao Nhi? Thích là tặng không cần có dịp. Tức là tặng cái dịp không dịp gì hết. Dạ này. Không dịp dạ. gì hết. Đem thích là ở trên sân khấu ai cho cái gì á mà thấy được được cái là đem về cho em, ai cho cái gì ăn cũng đem về, không cần tặng dịp gì hết. À, vậy cũng hay á, không cần phải là một cái ngày lễ nào hết. À, trong ngày nào đó bất kỳ. Nhiều khi ngay ngày lễ cũng đâu tặng. Tại vì bình thường tặng nhiều quá rồi, phải không? Rồi, tiếp theo. Chúng ta sẽ có câu hỏi về đồ vật nha. Xin mời. Wow, ở đây mình thấy có một tờ tiền 500 ngàn lận ha. Ừ. Ê, nghĩa. Người ta ghi hình nghĩa. Nhiều khi tưởng không thấy. Cái này đôi bông tai, cái này chắc đồ giả rồi để lại. Ừ. Cái này cái điện thoại, ba món đồ đều là những món đồ giá trị. Nếu được tặng quà trong dịp 8 tháng 3, Nhi sẽ chọn món đồ nào? Điện thoại, tiền hay bông tai? Nhớ là coi 8 tháng 3 mấy năm rồi đó, Nhi khoái tặng gì? Em chỉ nhớ được là cái ngày gần đây nhất em tặng cái gì thôi. À. Để coi coi Nhi chọn gì nha. Mà bé Nhi phải thích nha. À, em phải trả lời cái Nhi thích chứ không phải là cái là em cái tặng mới đâu nha. Gần đây. Tại vì kinh nghiệm của tụi chị á là vợ thích đàn mà chồng thích tặng nẻo không à. Nhưng mà em nghĩ là cái em tặng vợ em sẽ thích. Tường ơi, nếu hai đứa mình ghi gì Tường? Tiền. Thực tế không? Thiết thật quá hai bà chị tôi, thiết thật quá. Sao Phúc? Dạ, đó là cái điện thoại. Thích tặng điện thoại? Dạ. Em nghĩ vậy hả? Dạ. Rồi, Nhi sao em? Điện thoại. Trời ơi. Em sẽ giải thích gì tại sao là em tặng điện thoại mà giờ em thích điện thoại. Bởi vì cách đây khoảng mấy tháng thì là ngày kỷ niệm ngày cưới của hai đứa. Thì em đang cứ suy nghĩ đắn đo là không biết nên tặng cái gì để cho nó hợp lý vào kỷ niệm ngày cưới. Thì ngay cái lúc đó thì điện thoại của vợ em bị hư. Và em quyết định là em đi làm. Em ơi, hay là cố tình vợ em lúc đó đập hư cái điện thoại để được em tặng. Dạ không có. Em nhìn thấy thôi hư nhưng mà không có nói. Đó thì em để ý và em suy nghĩ kỹ lắm và em nghĩ là tặng cái điện thoại đi. Và em nói cái lúc mà em tặng quà cho vợ em nói là kỷ niệm ngày cưới không biết tặng cho em cái gì. Thôi tặng cho em cái thứ mà để em lưu lại những kỷ niệm của tụi mình. Lại thiết thực nữa ha. Vừa thiết thực mà vừa ý nghĩa nữa. Lưu hình ảnh của hai đứa trong đó đúng không? Tiếp theo, một câu hỏi về đồ vật luôn. Xin mời. Đây mình có 3 món. Cái đồng hồ, cái nón và đôi giày. Trong các vật dụng sau đây, Phúc thích món đồ nào nhất? Nón, giày hay đồng hồ? Mà ba món này cái nào cũng thiết thực hết. Thích hết 3 món này đúng không? Nhưng mà nhất là khó nha. Rồi, Phúc, em thích món đồ nào nhất? Thì em nghĩ là cái mà em thích nhất và đúng là nghĩa là thiết thực với giờ với em nhất, đó là đôi giày. Dạ. Sao vậy? Dạ bởi vì em rất ít xin đồng hồ và cũng ít có đổi nón lắm. Giày là thứ em mang thường nhất và em hay đi diễn và em thay đổi nhiều nhất. Cho nên nghĩ là giờ em sẽ tặng em đôi giày để em thay đổi khi em đi quay đi diễn. Phải không Nhi? Đó là đôi giày. Cảm ơn em.
Thì em được biết là phút Zalo là dài thì kiểu là nhiều nhưng mà toàn màu vàng không? Dạ thật ra thì em cũng chỉ có một hai đôi giày màu vàng là để mang thường ngày thôi. Còn lại là các nhiều màu khác nhau để mình khi mình đi quay nó dễ hơn. Cảm ơn em mời về chỗ. Cặp này hiểu nhau nghe. Hay tuy là cưới nhau mới khoảng 2 năm thôi mà hai chồng rất là hiểu ý nhau. Nãy giờ như không trùng khớp cứ một hai câu vậy câu thôi. Một à. Câu có một câu một thôi. Ban bình luận thấy thế nào? Thật ra là nói là hay là do tại vì Phúc nó hay càm ràm vợ á, cái gì thích cái gì không thích là ngày nào cũng nói ra rã hết trơn rồi, cho nên là Nhi hiểu hết. Rồi bản thân ngược lại Phúc lại một người kỹ tính nữa, cho nên là cũng phải quan sát vợ tỉ mỉ để kiếm cái gì mà càm ràm. Đúng không? Cho Nhi kiếm chuyện vậy. Như vậy đó. Thành thử ra là cuối cùng là chính vì là cứ thích càm ràm nhau cho nên là quan sát nhau nhiều cho nên là hiểu nhau. Tại nãy giờ mình thấy là cặp đôi này cái gì cũng rất là nhanh gọn lẹ, tích ý luôn. Thật ra Nhi cũng là một cái đứa mặc dù ít có thể là ít nói hơn Phúc nhưng mà lại để ý rất là kỹ. Tại vì có những cái của Phúc chưa không hiểu rõ được luôn, không nhớ được chính xác nhưng mà Nhi lại nhớ được chính xác và cụ thể hơn, trong khi cái việc đó là của Phúc. Cho nên là mình thấy cặp đôi này là các bạn ấy quan tâm nhau, để ý nhau rất là kỹ. Trẻ mà, trẻ. Vợ chồng son mà, chưa có con mà. Để coi. Để rồi coi. Để rồi coi. Sợ cái câu kết nữa đó em. Còn Đạt, em thấy sao? Em thấy là cái cặp đôi này là ăn ý, rồi nói chuyện hay là hành động gì lúc nào cũng xúc tích hết. Nhưng mà Phúc Zalo là một cái người sống chiều sâu nhiều hơn. Tại vì bạn ấy có dạ gái là phải nghiên cứu về người phụ nữ muốn gì thì đó. Cưới vợ mình cũng đặt trường hợp của mình giống như người vợ là biết đó là người phụ nữ ta cần cái gì thiết thực hơn, chứng tỏ sự yêu thương của mình là hãy tặng những cái gì đó. Phụ nữ thích tặng quà thì tặng liên lia. Phụ nữ thích ăn thì mình phải nấu đồ ăn cho phụ nữ ăn, là một người đó là yêu thương gia đình. Còn cái Nhi là một người phụ nữ cũng của gia đình luôn, âm thầm lặng lẽ ủng hộ từng bước chân trên con đường nghệ thuật của chồng, biết chồng tham gia gì đâu, ủng hộ, biết ảnh là gì, ở bên hậu phương là vững chắc, viết kịch bản phụ cho chồng, tạo nên một cái gia đình giống như là chồng thì ra trận, còn giống như vợ ở đây thì mài dao vậy. Trời ơi. Chồng nghe bạo lực của chị Đạt. Rồi nghe lại nè, chồng ra trận, vợ ở đây mai giáp cho chồng mặc ra trận an toàn. Vợ nào đi mài dao. Hoặc là như là giờ chồng với kịch bản ngồi vợ cái bên ngồi mài mực cho chồng. Thế thương không? Mài dao. Sao chị Trang? Nhưng mà cho chị hỏi là khi chồng đi diễn em có thường đi cùng không? Dạ đa số là em đi cùng với chồng, mà nhiều khi vai diễn giả gái là em cũng phụ hóa trang hay là em chuẩn bị những phụ kiện rồi tóc tai. Tức là em giúp cho Phúc hóa trang luôn, rồi cần nhét đồ cái gì là em làm luôn đó hả? Dạ. Có bao giờ em làm cho Phúc xong em nhìn Phúc em có cảm giác giống như là bà chị của mình không? Dạ nhiều lúc em sợ lắm anh, em nhìn đẹp hơn em. Trời ơi, sợ. Tại sao chị hỏi câu đó? Tại vì chị nhìn cái lúc mà em ghi cái câu trả lời đó, cái gì mà nó liên quan đến cái sở thích với lại cái sinh hoạt trong nhà đó thì em ghi ngay, ghi nhanh và là những cái câu đúng. Nhưng mà cái gì nó có liên quan đến cái phần nghệ thuật đi diễn của chồng á thì chị thấy em suy nghĩ hơi lâu lâu. Cái chị đang băn khoăn là hay là em chu toàn cái việc ở nhà nhiều mà cái việc sân khấu của chồng thì mình ít có biết. Nhưng mà em trả lời như vậy thì chị hiểu rằng là chắc là cái hoạt động nghệ thuật của Phúc thì nó đa dạng, cho nên em phải đắn đo để em ghi thôi. Nhưng cũng vì cái đó chị quay ngược lại chị hỏi Phúc là vậy em có biết nhiều về vợ không, ngoài chuyện vợ rất là hiểu công việc của em? Dạ thật ra thì nếu mà nói biết hết thì chắc cũng chưa có biết hết đâu. Tại vì em đa phần là bận nhiều hơn vợ em, và vợ em lúc nào cũng đi theo em, cho nên là hiểu em nhiều hơn là em hiểu vợ em. Và qua phần này chị nghĩ là cái điểm tụi em tự cho nãy là nó thấp quá, khiêm tốn. Cho nên là chắc chắn là ban bình luận điểm sẽ vượt trội so với điểm của tụi em đang có, vì chị nhận ra tụi em rất là ăn ý với nhau. Bây giờ thì mời ban bình luận, điểm dành cho gia đình Phúc và Nhi là bao nhiêu? Đó đi. Đúng không? Đây. Để cho em nó tự tin lên. Đây quốc tế phụ nữ, gần tới quốc tế phụ nữ. Gần tới quốc tế phụ nữ, hãy để phụ nữ dùng lên. Chính điểm. Hợp lý, đạo là câu người ta trật vượt nhau có một câu một thôi, cho nên chín điểm là quá điểm, đúng rồi. Đúng không? Vậy còn hai em, bây giờ hai em cho điểm lại gia đình mình một lần nữa nào. Có muốn nâng số điểm mà hồi nãy mình cho là 6 điểm lên không? Thôi, sắp tới ngày 8 tháng 3 thôi, nhường giờ em cho điểm. 8 điểm. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bước vào thử thách thứ hai. Hai vợ chồng sẽ cùng vượt qua một trò chơi mà chương trình đưa ra. Thử thách này có tên là Đo Độ Sẻ Chia.
Nào giờ ở nhà mình chơi với con chó không không em? Bữa nay mình chơi với con vịt. Ở đây có nguyên một cây quầy ha, quá trời vịt luôn, mà trong đó có 7 con vịt bông. Mấy con vịt còn lại là mấy con vịt màu vàng. Và nhiệm vụ của các em á là một người sẽ bị bịt mắt, rồi một người còn lại sẽ hướng dẫn để mình bắt được mấy con vịt màu bông đó ha. Một người bắt 4 con, sau đó đổi qua người kia cũng bị bịt mắt để tìm bắt 3 con còn lại. Đó là thử thách số 1 của ngày hôm nay nha. Dạ. Bây giờ ai bắt vịt trước? Em trước đi. Dạ. Em bắt 4 con nghe, để cho bà xã em bắt được 3 con. Nhi điều khiển nhắc Phúc để Phúc bắt được 4 con vịt bông trước nha. Dạ. Chuẩn bị, bắt đầu. Ở đó đó, đúng rồi, đúng rồi. Ê, không phản phải. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Anh Lê chụp phục rồi. Đúng rồi. Đưa cho Nhi, đưa cho Nhi. Nhi mang bỏ lòng đây. Đó. Tôi mang về nuôi được không? Ở mình tôi buồn lắm. Đúng rồi. Đó, đúng rồi, bên tay trái. Đó, đúng rồi, 2 con. Dịch như đường quá. Phúc chỉ cần bắt thôi. Đúng không? Tay phải. Trời ơi. Phúc mới lùa đã vậy. Bắt hết trơn luôn mà. Ba con. Tay phải. Đúng rồi. Tay phải. Bốn con rồi, bỏ ra. Để bây giờ tới bên vợ em, Rồi, Nhi qua đây. Rồi, Phúc. Rồi, thả tay vô. Đừng có nhảy vô chuồng nha. Rồi, đúng rồi. Tay trái. Đúng rồi, giỏi. Giỏi nữa trời ơi. Ủa, bỏ ra. Dỡ lên, đó. Một Không phải, bỏ. Rồi, đúng rồi. Tới, không phải. Tới nữa. Rồi, đừng có chừng, sắp cái chuồng. Tới luôn, bỏ luôn. Không phải, tới. Đúng rồi, tới nữa. Đúng rồi. Hay quá. Hai con, còn một con cuối cùng. Giờ mới khó nè. Giữa nguyên bầy vịt lông vàng, có con vịt bông thôi, khó tìm á, khó bắt á. Tới nữa, vô sâu, vô trong. Qua trái. Đúng rồi. Hay quá. Trời ơi. Vậy tính ra là Nhi nó khéo léo hơn Phúc chứ bộ. Đúng không? Tính ra Nhi khéo léo hơn Phúc khéo, đúng không? Khéo. Nhi ở nhà bắt chó chuyên nghiệp gì bắt vậy? Nó cũng dễ à. Bắt lần có một con mà trúng hết trơn à. Hồi nãy chắc là cho em cũng hơi ăn gian chút xíu, lại bắt cả hai tay. Cho nên là khi mà vừa bắt lên là tay nào mà đúng cái con đó là vợ của em là nói liền tay trái hoặc là tay phải, cho nên mình sẽ có dễ có sự lựa chọn hơn. Mới là cái thử thách bước 1 thôi. Còn thử thách bước 2 nữa. Giờ nè, nhìn đi, trong cái rổ trứng ngoài đó đó có 3 trái trứng màu trắng, còn lại là trứng màu nâu, đúng không? Và ai mà cho rằng là mình có cái cảm nhận nó tốt á, cái bàn tay mình nó linh hoạt á, mình rờ mình biết được cái trứng nào màu trắng á thì mình ra mình thi. Giờ cho tới nó rờ trước cái trứng trắng đi cho không cảm được. Nhận. Sao? Ai? Phúc hay Nhi? Dạ chắc là em. Em phải bịt mắt lại đi rồi anh sẽ tráo cái rổ trứng đó, chứ đâu có cho em đơn giản vậy em. Chuẩn bị. Ủa, ba trứng trắng là ba trứng vịt mà đúng không? Mấy trứng còn lại là trứng gà. Trời dễ mà, cái trứng vịt nó bự hơn cái trứng gà. Đó là chị Tường gợi ý cho em rồi đó. Rồi, mời em tới đây. Bắt đầu, Nhi không nhắc nha. Dễ mà. Trời dễ gì. Em nghe là u à. Dễ gì. Dễ. Có hử trứng luôn hả? Có màn hử trứng luôn hả? Nghe cái mùi con vịt nó khác con gà đó. Ở nhà em hay ăn trứng gà thì cái trứng gà nó nhám hơn. Nó nhám hơn, dạ đúng rồi. Hai cái này. Cái này nó trơn nè. Hôm nay mình đập ra mình ăn thử không em? Húp cái lòng đào. Em có thể dùng mọi giác quan á. Cái này nó bự hơn. Em nghĩ là trứng vịt. Tiếp đi. Dễ gì mà tìm được cái trứng. Gì? Cái tay mò trứng rất khéo. Ba trứng là mò hoài. Tìm được ba trứng rồi. Bỏ mắt ra đi. Đây, thành quả của em. Trời ơi, xuất sắc luôn. Gửi cái tường về tự ấp nha. Về tự ấp cho nở thành ba con vịt. Dễ mà, nó bự hơn. Dạ, với lại nó nặng hơn. Nặng hơn. Dễ bự hơn. Với lại nó dính nè, mấy cái đen. Dính thì cái nào cũng dính. Dính em ơi. Thật ra thì đối với em á, trò chơi thứ hai á thì không phải là đơn giản đâu. Nó chỉ đơn giản so với lại Phúc Vinh Lô, là bởi vì Phúc Vinh Lô là người miền Tây, là bắt vịt, bắt cá rồi bắt cua rồi đó là chuyện bình thường. Và cái chuyện mà cầm cái quả trứng gà và cái quả trứng vịt lên đó thì phân biệt nó cũng không phải là quá khó. Tại vì ở nhà là đa phần ăn trứng gà và rất ít ăn trứng vịt, cho nên là khi cầm lên là mình, thứ nhất là mình so được cái trọng lượng của cả hai quả, thứ hai là mình so được cái độ nhám của trứng, cho nên là nó dễ phân biệt hơn. Thử thách vừa rồi không có làm khó được gia đình Phúc với Nhi, mà sao cái tay em khéo vậy Phúc? Cái tay em điêu liền lắm luôn á. Cái tay em mò, cái tay em rờ, cái tay em măng vậy nè.
khéo léo nhìn thấy cưng lắm luôn á. Mà ban đầu anh cứ nghĩ là sẽ không có mò ra được đâu. Lẹ lắm, thí dụ người ta là cầm lên từng cái, một cái bỏ xuống còn ổng như nè. Bập dính, bập dính, hay lắm. Dính. Không biết có hí hay không, hay thiệt á. Không biết ăn dao hay thiệt á. Ừ. Em thấy cái thử thách vừa rồi với gia đình này sao? Họ kết hợp với nhau như thế nào? Quá ăn ý mà thấy này dễ với cặp vợ chồng này quá. Cái này cặp vợ chồng này phải cái gì khó khó hơn. Cái này hơi dễ với mấy bạn. Ví dụ như mò hột, hột é với hột chia này kia. Đó, kiểu dạng vậy, hột đậu đen, hột đậu trắng đồ này kia. Chứ còn cái trứng gà, cái trứng vịt thì nó dễ quá. Thôi nhưng mà dầu sao, họ cũng kết hợp với nhau ăn ý. Thì mình cũng nhận xét lên cái tờ chơi vừa rồi chứ. Đâu kết hợp đâu. Có chơi, vụ bắt vịt đó. Mà cái vụ sao đâu có kết hợp đâu. Bắt vịt hay. Bắt vịt thì hay rồi. Cái chọn trứng thì thực ra không kết hợp, nhưng mà mình nhìn cái cách của họ phân công với nhau, thực ra là gần như tất cả các cái hoạt động của mình là hai người phối hợp, nhưng mà ở đây là hãy chọn một người. Thì tôi có để ý, tôi thấy là bạn Nhi á có hỏi là giờ mình đứng gần hay đứng xa. Nếu đứng xa thì mắt em nhìn không thấy đường, em sẽ không hướng dẫn được anh, nên thôi em sẽ chịu bịt mắt. Cái hồi nghe là được đứng gần, cái chồng nói thôi vậy để chồng làm cho. Chính cái cách mà các bạn tương tác với nhau là ai sẽ nhận cái nhiệm vụ đó đó, thì chị nghĩ rằng là nó nói lên được cái gắn bó của tụi em. Và chị nghĩ rằng là nếu mà trong cái công việc ở gia đình cũng như là cái việc làm nghệ thuật của Phúc á, mà luôn luôn có cái sự gắn bó như thế, thì chắc chắn là vai ai nấy đóng rất là tròn trịa. Cho nên tuy có một mình em là chọn trứng thật á, nhưng mà cô vợ cô đứng đằng sau, mắt cổ dõi theo không ngừng và cổ vũ em. Thế là cặp vợ chồng này rất là nhanh nhẹn và rất là gọi là chịu lăn xả, chịu làm. Thường thường bắt dịch hay gì là những cái ơi bị dơ không vậy, kia vừa bắt xô ngã chuồng vịt của bà luôn. Sao cho chồng đồ lựa trứng rồi xong rồi cắt. Cho em xin tờ giấy ước, hồi nãy em nhào vô em dính. Dính một chút vô cái đầu gối đó. Nhào vô. Mà thấy Nhi lúc nào cũng nhỏ nhẹ vậy hả Phúc? Ở nhà không vậy hay sao em? Dạ đúng rồi, đa phần là lúc nào cũng nhỏ nhẹ hết. Tại vì khi mà cãi nhau thì vợ em càng nói nhỏ thì em càng nói lớn. Ủa sao kỳ vậy? Dạ tại vì có nhiều lúc nó cứ kiểu mà kèm người lại nói chuyện. Anh có cảm giác giống như là nhà em là người ăn hiếp vợ em á, phải không? Hồi nãy miệng, càm ràm cái miệng nhằm của em nó miệng bằng tay, tay bằng miệng đó. Nhi nó hiền quá. Rồi phân công công việc ở nhà làm sao? Nãy chị Trang cho nói là cái chuyện mà phân công của tụi em á. Dạ đúng rồi, thế là thường ở nhà thì hôm nào mà em đi làm thì đa phần là vợ em sẽ làm hết. Còn hôm nào mà em ở nhà thì em sẽ làm. Thí dụ như em làm cái gì? Ví dụ như là có khi là nấu cơm, giặt đồ, rồi rửa chén, lau nhà, quét dọn nhà cửa. Ủa Nhi, vậy cái ngày em ở nhà vậy em đừng làm, em để đó, bữa nào ở nhà làm luôn. Nhiều khi em làm về mệt em làm biếng cũng làm. Cái em để đó. Bởi cầm ràm em hoài. Cầm ràm nhưng mà làm hả? Dạ. Giặt đồ luôn? Dạ. Vậy là được rồi, chứ sợ nói xong mà không làm. Chứ còn đằng này cầm ràm xong rồi cũng chịu làm là hay đó. Rồi bây giờ cho điểm ta đi nè, ban bình luận. Dòng này cũng được. Ta hợp tác gì quá tốt luôn chứ cũng được là... Mình nhoãn đi cho nó vui, cho mình duy trì. Vậy đúng không vậy? Rồi, đây của chị. Số điểm là nhiêu? Tại vì phong độ của các bạn rất là ổn định, cho nên bình luận quyết định. 9 điểm. Còn giờ nhà mình sao nè? Hồi nãy là mình lên chút đỉnh đó. Lên luôn đi chứ. Dạ, gia đình em cũng quyết định lên một điểm. Chính điểm. Và bây giờ sẽ là thử thách thứ ba, cùng lên tiếng. Dạ. Gì? Anh đã vợ nhân ngày 8 tháng 3. Trời ơi. Này thiệt chứ mai nó héo hết trơn rồi, tốn tiền nữa có ăn được đâu, khổ ghê chứ thiệt. Em thiệt á, em bán cái này em có đời nào em thích nên mua chi tốn tiền vậy. Ủa em sao vậy? Sao vậy? Em có phải là phụ nữ không? Trời ơi, 8 tháng 3 chồng mình tặng quà, người ta vui người ta cười miệng không khép được kìa. Còn em hờ hững với anh quá vậy. Vui nè, vui quá trời. Chắc hồi đẹp quá. Mệt anh ghê á, 8 tháng 3 lễ lộc thì trời, ở nhà chơi nhau đi cũng vui vậy, đi ra đường chi? Đông đúc kẹt xe muốn chết luôn. Rồi ha, muốn cà phê, muốn uống nước gì mua về nhà hai đứa uống. Tự nhiên người tốn tiền, tốn bạc, em đợi năm thích ba cái hoa què lá hẹ gì đâu. Anh kỳ ghê, mệt quá sao. Trời ơi, em là phụ nữ, em phải ngọt ngào, em phải nhỏ nhẹ với chồng em chứ. Có đâu, càng ngày em thấy em nữ tính thôi. Nữ tính không? Cho càng ngày em càng đàn ông. Anh nghĩ sao vậy vợ anh mà anh nói vậy? Xin lỗi anh nha em phụ nữ rạc. Xin lỗi anh nha em phụ nữ rạc. Anh nghĩ sao mà anh
sáng vậy? Hồi xưa thì tôi cũng cá tính xíu, mặc tóc ngắn rồi mặc quần jean áo thun, xong chê nói thôi em ơi em dễ thương xíu, em bánh bèo xíu, nay mặc đầm mà sẽ uống tóc vậy còn chưa vừa lòng hả dạ nữa hả, muốn gì nữa? Trời ơi, phụ nữ cá tính, vợ anh cá tính vậy thì anh dễ sống, anh khỏi phải mất công mà anh tốn tiền anh lãng mạn với em, anh không chịu nữa hả? Anh nghĩ sao vậy, sao kỳ cục vậy? Thì giờ anh bỏ chút thời gian ra anh lãng mạn thì em cũng phải nữ tính với anh chứ. Thôi, có đâu lúc nào cũng cái này cái kia, em phải nhẹ nhàng nữ tính với anh. Trời, muốn nhẹ nhàng ngọt ngào phải không? Tất nhiên anh muốn vợ anh phải ngọt ngào thỏ thỉ bên tai anh một chút thôi. Mình anh thỏ thỉ chưa đủ hả? Rồi em nói vậy hai đứa gì sao ghé anh ngộ ghê, bữa nay anh sao bực bội quá trời luôn. Càng lúc anh nhìn em càng giống như thằng bạn thân của anh vậy đó. Trời, anh ngộ quá à, tự nhiên bữa nay wow. Trời, anh Phúc, trời hôm nay mới gặp anh này mất tại cái hello bà hả? Wow, à, dạ ngồi chơi. Ủa ai vậy? Vợ mình. Ôi, bắt đầu chuyện ra lâu quá không gặp. Hẹn hò biết bao lâu rồi không gặp. Hôm nay tự nhiên tình cờ không hẹn mà gặp ha. Đúng dạ, rồi, dạ, dạ. Chuyện đi nè. Thôi anh. Dạ. Bạn chồng em hả? Đúng rồi, bạn. Sao đó giờ không thấy rủ đi chơi gì chơi vậy? Mất tiêu không thấy gì đâu. Ê, nghe nè, anh này rảnh không? Đi với ai hẹn bạn hả? Không, em đi nay đi cà phê mình nè chị. Trời, nhìn mặt biết ế vậy. Bảy tá tâm thà đi không à? Không, nói nghe nè, rảnh mà phải không, ngồi uống cà phê chung, lát đi nhậu chung nè. Nhậu đó hả anh? Trời, giờ anh mạnh á, rủ bạn anh nhậu nữa. Ê, nhậu đi. Ê, không thiệt, em đô mạnh lắm á, anh uống được nhiêu chai? Ôi, thôi từ từ á chị, trời này dắt hai vậy, ở nhà hai vợ chồng giống như là hai người đàn ông á. Trời, sao biết hay vậy, nhà em bị Duy làm chồng không vậy? Hả? À, không biết là nhà hai chồng vui lắm. Vậy á, nói gì đâu. Vậy là ở nhà gia đình không, hạnh phúc hả? Ừ, vui mà, hồi nữa đi nhậu chung, vui. Bạn có việc á, thì bạn đi đi. Để không thôi, lỡ việc hết. Lỡ việc gì, ông rảnh thấy mồ đi cà phê không mà. À, đâu có đâu, tính ra là em có hẹn bạn á. Bạn đang tới đứng ngoài kia kìa, thôi đi nha, đi nha. Ôi, ê, bạn tới rồi, ôi, trời, ôi. Thiệt á? Bạn kia, bạn. Mặt giả tàu với sợ luôn, không đi được hả? Thôi ngồi chơi đi. Mặt ống kỳ anh hả? Thôi, bạn anh ngộ quá. Tại bạn anh có việc đi mà. Thật ra là hôm nay em nhậu, bị đau gan nên không uống được. Cái gì bệnh gan vậy cho nội? Bệnh gan, tự nhiên gan ngang xương vậy đó, không có uống được, không có nhậu được luôn á. Thôi, bây giờ bạn đi đi, có gì mình hẹn sau ha. Dạ, thôi lỡ việc hết. Bữa nào đi nhậu. Ok, bữa nào đi nhậu nha. Rồi, ok. Lâu lắm mới có ngày 8 tháng 3 đó nha anh. Hãy cố gắng, hãy thể hiện sự đàn ông của mình đi ạ. Thôi em đi nha, nhường lại không gian lãng mạn cho hai người. Bạn gì vậy? Sao vậy? Bạn làm sao vậy? Trời ơi, ổn ghê. Em đó, em coi lại em đi. Anh làm gì đâu? Nãy là... Em là vợ của anh. Hả? Em là phụ nữ. Hả? Có đâu em nói chuyện với bạn anh mà em sổ sàng, không chút là ý tứ gì hết á. Trời, anh mắc cười quá à. Em gặp bạn anh thì em vui vẻ, em hòa đồng, em nói chuyện vậy trong cho anh. Trong khi đó người ta là người mới gặp. Thì mới gặp mình phải nói chuyện cho quen. Anh mắc cười quá, không lẽ giờ vừa nói chuyện vừa khóc. Người ta vui vẻ vậy cũng chịu nữa. Chồng kỳ cục quá trời luôn, anh ngộ ghê. Ý của anh á, em là phụ nữ, em làm vợ thì em lúc nào cũng phải nhỏ nhẹ chứ. Mệt quá à. Thì người ta cá tính, cái đó là cái bản tính của em. Con người em vậy, em gặp ai em cũng vui vẻ vậy đó. Em thân thuộc vậy đó, có gì đâu, thì hai mình như hai bạn thân thiệt mà. Bạn có gì thân đâu. Anh kỳ cục quá à, tự nhiên 8 tháng 3 anh tặng quà cho em, đúng là sai lầm của anh. Thôi, chắc lúc anh cưới em, anh nhìn lầm em là phụ nữ. Trời, trời, gì kỳ cục vậy? Vô duyên à chồng, gì kỳ cục vậy? Tự nhiên. Chạy theo đi. Không, không theo nữa. Trời ơi, bội quá. Trời ơi, bây giờ chồng giận rồi kìa. Bực mình quá trời. Cái cưng không, hai vợ chồng mà ông chồng phụng phịu đi vậy nè. À, trời, tự nhiên cái ông kia xuất hiện, tôi tưởng tượng cái câu chuyện tình đam mỹ. Hơi nghi ngờ chút xíu. Nhưng mà trong cái câu chuyện này á, thì đang muốn nói đó cái điều là nếu như trong gia đình mà người phụ nữ cá tính quá, mạnh mẽ giống như đàn ông như vậy á, thì sẽ thế nào? Không biết rằng gia đình của Phúc với Nhi có bao giờ có cái trường hợp này không? Nhi, có bao giờ em cảm thấy em mạnh mẽ, em cá tính không? Hay là xưa giờ em hiền hiền dịu dịu vậy thôi? Mà em thì em mạnh mẽ, nhưng mà em có chính kiến của mình. Vậy thì bây giờ mời hai em lên đây. Đó. Bây giờ em hãy trở lại là một Nhi Lena của cái ngày trước khi mà em chưa lấy Phúc. Lúc đó em mạnh mẽ thế nào, cá tính làm sao đó. Rồi Phúc lúc đó có chấp nhận một cái người phụ nữ bên cạnh mình mà quá cá tính như vậy không? Và tụi em sẽ phải giải quyết cái vấn đề này như thế nào nha. Mời hai em câu chuyện tiếp diễn. Sao vậy, tự nhiên bạn bè anh tới chơi mà tự nhiên cái em ngủ nhậu. Trời ơi, thì thường ngày em thấy là bạn bè anh lại, anh là phải giống như là anh nói em là phải hòa đồng,
Thôi cho anh chơi với bạn thì bây giờ em chơi với bạn giùm anh, thì còn muốn gì nữa. Chơi với bạn giùm. Nhưng mà vấn đề ở đây anh muốn là kiểu mà giao du tiếp đãi bạn bè thôi, chứ không phải là mà chơi tới mức thân mật là rủ đi nhậu như vậy người ta sẽ đánh giá, hiểu không? Trời ơi, đánh giá gì nữa anh ơi, thân quá trời thân rồi còn đánh giá gì nữa. Em thấy anh á, chạy lại hồ hởi quá trời. Thì đúng là bạn bè gặp nhau hồ hởi, nhưng mà anh thấy em còn hồ hởi hơn anh nữa, không biết là bạn anh hay bạn em luôn á. Ủa thì em phải thay mặt chồng em mà tiếp bạn hơn anh nhá. Tiếp nhưng mà mình phải tiếp làm sao cho điềm đạm nhã nhặn, chứ không phải là tiếp kiểu ơi nhậu không, hiểu không? Cái đó không phải là tiếp, cái đó là rủ thêm bạn nhậu về nhà. À vậy hả? À. Thì tại thường ngày á em thấy anh á là trời ngồi với bạn à, ê về nhà nhậu đi, mà em cũng đâu biết thằng bạn anh là ai đâu. Cũng ngủ về nhà nhậu em cũng làm, bởi vì giờ em cũng làm theo anh vậy đó. Trời, vậy là giống như kiểu là anh làm sao giờ em làm lại trả lại vậy hả? À không có, thì giống như là em hiểu sai ý anh vậy đó. Em cứ nghĩ là bây giờ bạn lại là mình phải hồ hởi mình tiếp bạn, chứ đâu có biết đâu. Thì bây giờ anh cũng biết tính em rồi, đó giờ đàn ông quá mà bây giờ có anh thì giảm mất 50%. Và từ trước giờ không biết em như thế nào, nhưng mà kể từ ngày hôm nay làm vợ anh rồi thì bây giờ mình có khách đi nữa thì mình tiếp khách một cách nhẹ nhàng được không? Ví dụ như là có bạn đến nhà anh rủ nhậu đi, thì em đừng có hồ hởi mà rủ bạn anh nhậu, mà hãy để anh là người rủ, mà em chỉ là người đứng phía sau lưng anh để chuẩn bị những cái món đồ nhậu đó, thì được không? Dạ được. Đó, phải như vậy chứ. Khi anh tặng em cái bông hồng nữa, nói tiếp luôn đi. Nhưng mà cái việc anh tặng cái bông hồng nè, em thấy sao? Thôi anh biết em đó giờ đâu có thích bông đâu, bông đem về cũng héo, thôi tặng cái gì thiết thực hơn đi. Mà có thiệt là không thích bông không? À, thì có thích, có thích. Em nhớ kỷ niệm lần đầu tiên món quà đầu tiên lúc mà mình gặp nhau mà anh tặng cho em đó là ở bệnh viện. Đúng rồi, ở bệnh viện một bó bông rất là bự luôn đó. Lúc mà đang đi làm anh phải gọi điện thoại ra em nhận một bông rất là bự, mà anh còn nhớ là qua ngày hôm sau em còn nói anh là bó bông rất là đẹp, và những đồng nghiệp của em họ cũng rất là thích, và họ cũng kiểu mà hơi ganh tị chút xíu, đúng không? Bởi vì tự nhiên đang đi làm mà có bạn trai lại tặng một bông rất là bự, đúng không? Tóm lại là có thích bông đúng không? Thì có thích chút chút. Có thích chút chút. Thấy chưa, phụ nữ ai cũng phải thích bông hết. Nhưng mà tại sao nãy tặng một cái bông lại không thích? Tại vì lần đầu tặng nguyên bó cả trăm bông, giờ tặng có một bông mà. Rồi được rồi, đi ra ngoài kia mua cho một nhà bông luôn. Chứ là ok. Yeah. Rồi cảm ơn hai em, mời em về chỗ. Sao ban bình luận ý kiến thế nào ạ? Để coi cái cặp đôi này thì tại vì mình ép vô hình như là cũng chưa có đến mức giống như là cái trường hợp của cái tiểu phẩm. Cặp đôi này nó không có đến độ cái mức đó, có nghĩa là Nhi đàn ông là men là chút đỉnh, nghĩa là hơi nam, hơi cá tính một chút thôi, chứ không phải là nam tính giống như là cái cô trong cái tiểu phẩm kia đó. Rồi với lại là thật sự thì là Phúc là cũng có, chị Tường thấy là có hơi chút gia trưởng trong chổng, hơi quyết định quyết đoán mọi thứ trong công việc, chứ cũng không có đến nỗi bánh bèo giống như là cái anh chồng trong cái tiểu phẩm kia. Cho nên đâm ra là khi mình kêu hai chồng này là diễn là cái tình huống đó thì các bạn ấy giải quyết rất là nhẹ nhàng. Tại vì cái điều mà nó căng thẳng giống như trong đây là cái tiểu phẩm này không có thể nào mà ghép vô cái cặp vợ chồng này được. Bởi vì ngoài đời như tụi em cũng không có cái trường hợp này, đúng không? Nhi có cá tính thì cũng có một chút thôi, chứ không có phải là quá mạnh giống như cái cô trong cái câu chuyện này mình coi. Với lại ngoài đời cũng đâu có cái cô nào mà nó sổ sàng giống như cái cô đó dữ vậy. Cái đó nó hơi over lên chút xíu chứ đâu mà quá, em mới gặp thì mình đầu tiên. Thì mình tô cái đậm chút xíu vậy thôi. Vậy bây giờ mình đặt trường hợp ngược lại là Nhi, nếu mà mình có một ông chồng mà ổng đóng vai vợ nhiều quá trong nhà đó, thì em sẽ quan điểm như thế nào về điều đó? Dạ, tại vì nếu chồng em mà đóng vai vợ nhiều hơn em thì nhiều khi á em cũng có cảm giác là mình hạnh phúc là mình được chăm sóc, mình được lo hết mọi thứ, nhưng mà nhiều lúc mình cũng không có chỗ dựa, mình không có một cái bờ vai á, để nhiều khi á mình có cái gì vấp ngã ngoài công việc á mình không thể nào dựa vô họ được. Nhưng mà đối với em á, chồng em thì chỉ 50% cái kia thôi, còn 50% vẫn là người đàn ông. Em thì chỉ 50% cái kia thôi, còn 50% vẫn là người đàn ông. Trời ơi, 50% cái kia thôi là đủ mệt rồi em ơi. Vì vậy ta anh cũng là mạnh mẽ, anh cũng
nhiều khi em có cái gì ở ngoài về là kể cho anh nghe, rồi thủ thỉ với nhau, rồi anh động viên, rồi anh giúp em có thể vực dậy. Phú, em làm nghệ thuật thì cái tính em nó có lãng mạn nhiều không? Dạ, thật ra thì nó lãng xẹt nhiều hơn lãng mạn. À, vậy đó hả? Dạ, nhưng mà giống như là những câu hỏi lúc trước mà anh Nghĩa hỏi vậy đó, thì đa phần là cái tính em nó thiết thực hơn, chứ không có lãng mạn giống như anh chàng trong tiểu phẩm đó là tặng hoa. Thì đúng là tại vì ngay từ ban đầu lúc mà cô gái thì người ta nói là con gái thích hoa. Đó, thì em không biết làm gì hết, xong rồi cái thú thật luôn nha, thú thật với vợ luôn là cái bó hoa đó không phải là em mua. Mà là em đi diễn được fan hâm mộ tặng cho em. Trời ơi. Tự nhiên em cảm thấy đây là một cái sự gì đó rất là quý từ khán giả tặng cho em, và em muốn trao lại cái niềm yêu quý này lại cho người bạn gái của em. Và thế là em đem bó hoa đó vừa tặng được là em xuống sân khấu, là em đi lại nơi chỗ bạn gái em làm và em gọi điện thoại ra rồi tặng cho em. Mà lúc đó em có nói thiệt không? Hay là bây giờ mới bây nói giờ vậy? Mới nói nữa. Lúc đó chưa có nói. Mặt cổ đơ liền. Lúc đầu là cái mặt cổ đơ, bắt đầu cổ đơ cũng biến đổi từ từ. Không, cái miệng ông này nè, lý giải ghê lắm, cho nên là cái gì mà em cảm thấy là trân quý nhất em gửi tặng cổ, cho nên cái mặt từ từ giãn ra, giãn ra. Chứ bắt đầu là hơi sượng nhẹ không? Sượng nhẹ, không sượng nặng luôn chứ cũng không nhẹ nữa. Từ ngày cưới nhau tới bây giờ có tặng một cái bó hoa nào tương tự như vậy cho vợ mà cũng mình mua mình tặng cho vợ không? Dạ chưa luôn. Chưa luôn. Chưa tặng hoa. Tại vì em nghĩ là muốn tặng một cái gì đó thiết thực thôi chứ chưa giờ không có, không có tặng hoa, nhưng mà cũng có tặng quà cáp là được rồi, là cũng lãng mạn rồi. Chỉ sợ là không có tặng cái gì hết thì cái đó là thành giống như kiểu là chùm sò tiết kiệm. Còn đằng này người ta tặng những cái giá trị thiết thực là cũng đúng. Tại thường nhiều khi mình nghĩ tặng hoa là cho như lời ong bướm, còn cái mình tặng mà cái gì nó thiết thực, mình chăm sóc cho người đó có nghĩa là thật sự là cái người đó là cái gì đó quý giá của mình. Mình nghĩ đi đường dài, ăn đỡ kiếp mình mới đầu tư vô là cái những gì thiết thực. Chị đúng không Phúc? Mình lại em rồi đó, chỉ kéo em lại rồi đó. Em thấy Phúc là một người đàn ông rất là thiết thực. Thật là lúc nào là mình vô sân khấu diễn cái bà chị tặng cho mấy người kẹp đem về tặng. Đúng rồi, chức vụ bỏ của mụ anh. Đem về tặng vợ. Bây giờ mình lãnh lương không có đem về mình tặng vợ luôn. Đúng luôn. Có luôn không? Cái đó chưa kịp tặng là bị móc hết rồi. Ôi vậy là cái gia đình mẫu hệ, hãy về với anh. Nói chứ dầu sao mình vẫn là phụ nữ, vẫn thích có một cái gì đó nó lãng mạn chút xíu. Dĩ nhiên cái điều đó nó không phải là diễn ra thường xuyên thì nó sẽ bị phung phí, bởi vì bây giờ mình đã là vợ chồng rồi, nó có nhiều cái điều đó thực tế để mình phải quan tâm. Nhưng mà nếu như lâu lâu á, anh nghĩ rằng Phúc dành một cái gì đó lãng mạn bất ngờ cho Nhi thì chắc là Nhi sẽ vui lắm đó. Nhưng mà thí dụ nếu như hoa khán giả tặng em tặng lại cũng được, nhưng mà nếu như không thì em mua hoa em tặng cho vợ em cũng được mà. Dạ thật ra thì gần đây nhất có em có làm một điều bất ngờ cũng kiểu mà lãng mạn á. Nhưng mà em cảm giác nó hơi lãng xẹt. Đó là em có âm thầm tổ chức tiệc sinh nhật cho vợ em đó, bởi vì tối đó em đi diễn về và nó ngay cái ngày sinh nhật vợ em luôn, mà em cả ngày em đi làm không làm được gì hết. Thế là em xúm nhà em gọi các đồng nghiệp ở trên sân khấu là lát nữa qua nhà anh nha, hỏi làm gì á, ăn sinh nhật vợ anh. Đó rồi bắt đầu em thì từ buổi sáng em đi làm em có ghé tấp mọi chỗ chút em mua những món quà nhỏ về, xong em đổ vô một cái thùng, em đổ mút cho trong đó, rồi mua một cái bánh kem nữa. Thế là vừa làm về ụp vô nhà cái là hát Happy Birthday, rồi mở cái thùng đó ra thấy là vợ em thò tay vô trong cái thùng mút đó, móc ra những món quà nhỏ liên tục. Đó là em tưởng tượng phải không? Dạ có làm. Có làm vậy sao nó lãng xẹt. Nhưng mà cái thương mà vợ em thì lại cũng cảm giác như nó lãng mạn mà kiểu ủa anh làm gì vậy? Anh làm bất ngờ. Bà vui đó. Vui đó. Anh làm gì vậy? Sao không nhiều thêm nữa? Nó không nhiều hơn đó. Tự nhiên là lãng xẹt, mình tưởng là đang tưởng tượng mà cuối cùng về là không có thực hiện được cái điều đó. Chứ còn điều đó là của vui lắm đó. Anh nghĩ là trong cái mối quan hệ tình cảm á, ngay cả khi đã là vợ chồng rồi thì nên dành cho nhau những cái điều bất ngờ như vậy. Không thường xuyên nhưng mà lâu lâu em nhấn nhá một cái thì chắc chắn đó sẽ là những cái kỷ niệm mà sau này vợ chồng có dịp mà ngồi lại nói chuyện á, sẽ nhắc về những cái kỷ niệm đó. Hoặc là đôi khi sẽ có những cái lúc mà quan hệ vợ chồng có vấn đề, mâu thuẫn hay rạn nứt thì sẽ có những cái điều để chúng ta nhớ lại, để giữ chúng ta lại với nhau. Đó là những cái kỷ niệm mà em đã làm cho vợ em hoặc là vợ em làm cho em. Còn nếu như sau này lỡ có chuyện gì xảy ra mà ngồi xuống ủa ngớ lại nguyên một khoảng thời gian ở chung với nhau, không có cái giây phút nào lãng mạn, không có một chút gì để nhớ thì lúc đó mới là cái điều nghiêm trọng đó Phúc. Đó là những cái điểm tựa về cảm xúc cho mình đó em. Đặc biệt là bây giờ là vợ là sắp sửa có một baby nữa thì em phải càng quan tâm vợ em nhiều hơn. Tại vì tâm lý phụ nữ khi mà có con rồi là bắt đầu người ta lại nghĩ sợ, người ta sợ là ta xuống sắc, rồi người ta sợ ta này kia, rồi chồng mình nghĩ lại không biết có yêu thương mình như ngày xưa hay không. Thì lâu lâu em có thêm những cái hành động lãng mạn hoặc là chăm sóc vợ con để cho vợ đỡ bị tủi thân đó, mặc dù biết thương tiền đồ đưa hết. Phụ nữ ta tham lắm, tiền người ta vẫn muốn lấy mà tình người ta vẫn muốn hốt trọn nha. Mà qua thì vẫn đòi gì. Đúng rồi. Phải tiếp tục phát huy cái chuyện lau nhà giặt đồ gì luôn.
lương nữa nha em. Cái đó chị rất ủng hộ đó. Qua thử thách vừa rồi thì không biết rằng ban bình luận sẽ dành cho gia đình này bao nhiêu điểm. Và nhà mình cũng vậy. Hãy nghĩ lại xem cái sự ăn ý của hai vợ chồng là bao nhiêu điểm. Các em ghi vào trong tấm bảng đó cho anh. Ghi trước vào trong tấm bảng đó. Rồi một lát mình sẽ so coi hai bên mình có trùng khớp với nhau về điểm số hay không. Rồi, úp xuống, lát mình cầm cái bảng dưới kia mình dơ lên nha. Chung quy là nó đúng rồi mà. Đúng rồi, dạ. Nó ok mà. Mày cũng vậy đúng rồi. Nghĩ vậy hả? Vậy đi ha. Ok. À chị. Rồi, ban bình luận rất là ủng hộ tụi em á nha, hãy lưu ý điều đó. Mời ban bình luận. Ban bình luận quyết định tặng cho các em một số điểm gọi là điểm yểm điểm. Điểm gì? Điểm ăn ý là 9. 9 điểm. Đó là điểm số của ban bình luận. Điểm mà các bạn hãy tự chấm cho sự ăn ý của gia đình mình là bao nhiêu. Các em cầm cái bảng điểm giơ lên nào. 9 điểm. Trùng khớp, chúc mừng Phúc Zalo và Duy Lê Na. Mời hai em lên đây. Đây, cảm ơn em. Số tiền mà chương trình dành cho các em 10 triệu đồng. Một voucher làm đẹp 50 triệu đồng. Làm đẹp, chồng nó làm đẹp. Chồng nó đi làm đẹp. Chồng đi làm đẹp luôn. Cái gì vậy? À, vợ lấy 10 triệu cất, còn chồng lấy 50 triệu đi làm đẹp. Chồng tại vì Trang có bé Bi không làm đẹp được, cho nên chồng đi làm thanh đẹp. Thanh xong đi làm đẹp. Phải, tại chị Trang chỉ nói rồi vô chờ 50 triệu, không biết rồi có bầu rồi, có đi, rồi con nhỏ rồi sao đó. Đi làm đẹp đó, chị yên tâm đi, Phúc nó đi làm đẹp. Vợ lấy 10 triệu trước đi nha vợ. Dạ. Đi làm đẹp xong về giải gái cho nó mướt hả? Ở đó. Cảm ơn các em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Bạn Đời Ăn Ý cũng xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Hải Nam Media thực hiện. Chương trình phát sóng hàng tuần vào lúc 21:30 thứ sáu trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Trong chương trình á, em bất ngờ nhất là hai cái hình của hai cây kẹp mà chồng em đã tặng cho em. Hai cái kẹp đó là em giấu, đâu dám xài đâu. Xài sợ anh ta nói mình khùng. Xài mình sợ nó bị gồm á. Chương trình cũng rất là hay khi mà lôi ra được những tấm hình rất là lạ, rất là mà nhiều khi em không nhớ tới được cái món quà đó luôn. Và không những vậy mà còn liên được cái trò chơi là bắt dịch vô, thì bây giờ em mới hiểu được là à thì ra cái trò chơi bắt dịch cũng như là cái làm cho mình gợi nhớ đến cái món đồ vật đó. Cuối cùng nó là một món đồ rất là dễ thương, tức là hai vợ chồng rất là vui khi nhìn lại món quà đó. Và cũng cảm ơn chương trình đã có được cái phần quà rất là dễ thương đó, là phần quà là 10 triệu để giúp cho vợ em có thể chuẩn bị sau khi sinh, là cũng như là em có được hỗ trợ 50 triệu để em làm đẹp. Ủa, đẹp. Em làm đẹp mà, em không, làm em đẹp. Em có bầu rồi, không làm đẹp đâu. 3B shop giòn gel nốt nhạc. Nhãn hàng gia dụng Conson.